Như ở đây thì các bạn thấy là nếu như mà bình thường mà chúng ta băng luôn vào đây thì hiển nhiên là cái bao no này thì nó sẽ phải băng vào đây. Nhưng mà lưu ý rằng là như vậy chúng ta chưa nối được chà ba, chúng ta sẽ phải tháo cái này ra. Việc nối thì vẫn tiến hành nối bình thường, nhưng cái này thì các bạn không cần phải xác định cái vị trí estuary, vì đơn giản là cái này thì làm gì có estuary đúng không? Đây là tay nhá. Bây giờ cô sẽ kết nối này. Một đầu đây là đầu ra huyết áp này, đầu ra huyết áp của máy nhá. Đây là một cái đầu mà chúng ta cần phải nối, có nghĩa chúng ta có ba cái đầu này cần phải nối với nhau đúng không? Thì ở đây cô đã có cái chắc ba đây rồi gì ạ? Thì chúng ta sẽ tiến hành bình thường thôi. Còn một đầu nữa thì chúng ta sẽ cắm vào bên ngoài đây.